Trước khi xem video, các bạn hãy nhớ ấn vào nút like nếu các bạn thích các video mà Mr. Việt làm và ấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho Mr. Việt. Rồi đừng quên ấn vào cái chuông để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chúc các bạn xem video vui vẻ. Em là người đi bắt cóc tìm mình trước à? Lý do em bắt cóc là gì? Nói nhanh! Hết thai! Hả? Hết hả? Cái gì nữa vậy? Ừ. Rồi sao mày tiếp tục rồi? Kỳ này các bạn biết là tiếng kinh khủng khiếp ấy từ đâu ra chưa? Đó, nhìn nè. Đó, biết mà. Tại vì con heo mập. Gai! Tụi bây! Dậy! Trời ơi, tôi nói riết với bà ơi. Bà vẫn ngủ đêm mua dây. Tình ngủ chứ? Ở đây là đâu? Tôi là ai? Đây là sao hỏa và bà là một người ngoài hành tinh. Ủa, tôi đang ngủ mà sao ngày nào ông cũng làm phiền tôi vậy dịch? Ông phải để tôi ngủ đủ giấc tôi mới có thể giúp đỡ ông làm những công việc danh sắp xếp đồ này nọ chứ. Dạ thưa chị đang ở nhà của em đó chị. Trời ơi, bà kêu vô tôi cho bà ở ké rồi bà kêu tôi phiền bà. Có dại. Ơ, bây giờ đi, giờ đây nè, nghe nè. Công việc sáng sớm này rất là nhiều việc, sắp tới có cái event trung thu á. Các bạn ơi, các bạn đã biết cái event trung thu của Mini World chưa các bạn? Cái event đó là chúng ta chỉ cần xây một cái căn nhà hoặc xây một cái công trình gì đó rồi mình chụp ảnh, mình đăng lên là mình hoàn toàn có thể gọi là được nhận một cái giải cực kỳ lớn luôn, mà có một cái giải gọi là giật cái điện thoại luôn. Bạn nào mà đang máy yếu hay là đang điện thoại yếu thì các bạn có thể sử dụng cái điện thoại đó để có thể phụ giúp cho cái công việc gọi là chơi game của mình nó mực mà hơn nha các bạn. Ok, thì hôm nay tôi với bà cũng phải đi chuẩn bị setup đồ đạc để xây dựng cái công trình đấy để tham dự ra cái giải của Mini World này. Đó, bây giờ bà nằm đây thì nữa người ta giật mất cái điện thoại sao? Thì đấy, người ta giật thôi chứ sao? Tào lao! Trời ơi, bà khủng quá đi từ vô để lấy đồ gọi. Hello. Ủa? Ai vậy? Cái gì vậy? Yumi. Yumi hả? Em đây. Hello. Không phải là bạn của anh Dịch không? Ơi tên mày rồi. Con bé nào mà nó luôn tin đây. Ai biết đâu tự nhiên tên giống mấy TV nè. Anh nghe nói chơi với mấy đứa luôn sẽ bị lây á. Ôi trời. Ấy, tính ra. Ấy ra vậy. Hi ra anh kêu coi. Ấy chứ. Bé nào nó luôn tịt nó vô nhà mình vậy? Bạn em. Ồ vậy á? Bây giờ dẫn Dung đi qua gặp bạn. Đi chị. Ờ, đi ra. Dịch tôi. Dịch chỉ đứng ở đây thôi nha. Hả? Tôi đi chơi trốn tìm nha. Gì ăn chơi vậy? Người lại rủ đi chơi mà đi luôn hả? Hay vậy? Đi. Người ta là con gái mà. Ông con trai chơi với ông gì? Đóng kiếm hả? Bỏ đi. Bồ lý. Đi ra nhà đi. Bye bye. Đi ha ơi. Vô lý. Ông ở đó đi. Ủa? Anh ở đó đi. Ê sao rủ nhau đi chơi cho tôi ở nhà vậy? Đi lên đi. Đâu biết đường đâu. Đi. Ủa what the? Em ơi. Đi đây. Ủa vậy là cứ thế kéo nhau đi luôn hả hay vậy? Trời, tôi ở nhà làm gì? What? Sao tôi lại phải ở nhà vậy? Sao không tôi đi chơi? Mị còn trẻ mị muốn đi chơi. Lượn lờ ra ngóng vào trong. Muốn đi ăn cố chẳng ma nào mời. Đó, mà không hiểu sao bà đi đâu chơi đâu vậy ta. Bà này bà mà đi mất là coi như mình mất mấy chục cục kim cương. Mình nuôi bà ấy mấy hôm liền bà chưa trả mình luôn á. Ok. Để mình lên phòng Hia mình kiếm ở trên kia xem. Không biết là Hia với Yumi rủ bà đi đâu ta. Hey. Không biết có nhà không ta. Hia ơi. Yumi, gì lấp lối vậy? Vụ dịch đi. Ok. Ủa? Chú Dung. Làm gì vậy? Lên kiếm Timmy. Đi chơi gì mà lâu vậy? À, Timmy á. Hồi nãy em mới dẫn xuống chỗ Lucy rồi. Ôi, đang xuống lối Lucy hả? Ờ, kìa ta. Đi chơi Lucy rồi. Đi tìm đi. Anh xin tìm đi, này đâu biết gì đâu. Ok, để anh tên xuống tìm lại. Sao lại đi chơi thì chỗ Timmy lại qua cả Lucy hay vậy? Bà đi lang thang vậy? Ê. Ồ, Lucy vậy? Lucy. Hello Việt. Em có thấy bà Timmy đi ngang qua đây không? Cái bà mà hôm bữa mà em gặp ở trong phòng anh á. À, cái người mà anh mua chuộc em bằng 3 viên kim cương hả? Đúng rồi, bà đi chơi thì thấy bảo là đi chơi với cả cái Yumi nhà Hi Ha, xong rồi lại thấy bảo là chạy qua chỗ em chơi có không ấy?
Ở đây nè, các em thấy bả có đi ngang đây nhưng mà em không có để ý tại em đang áp ca mà. Ủa em đứng em làm ăn được canh luôn hả? Ở đây em chơi mình em nè, em có thấy nhưng mà em không biết đi đâu nữa. Ủa kỳ ta. Ok các bạn, mình sẽ phải lên mình kiếm lại rồi. Sao không có ta? Rõ ràng cái cỡ chơi Lucy mà. Kỳ ta. Ê rồi, không có ta. Vô cảnh nha. Ý ơi. Ý à. Anh chạy xuống anh kiếm bà Lucy ở dưới kia mà kêu là không có Timmy qua đấy chơi đâu. Vậy em đâu biết đâu. Nói em. Ơ nhưng mà nó rằng là nó đi chơi với em mà. Đâu đi lên cái đi gặp Lucy rồi xong mất tiêu mà em đâu có giữ không? Em giữ gì? Kỳ ta. Rõ ràng là có mà. Được rồi, để anh sẽ vô nhà. Anh vô nhà em kiếm rồi. Nhà em lục nhà. Đợi anh sẽ vô nhà em kiếm coi. Giờ anh phải tìm trong nhà em nè, kiểu gì cũng có nè. Đây đây, cái giường em đem bán rồi. Em giữ Timmy trong cái rương này đúng không? Đó, anh tìm trong rương là kiểu gì, thấy Timmy à? À, không có. Đây em đào ra cho coi cho. Đó là mình có. Ủa? Thấy chưa? Trong này nè. Ủa, trong này không có hả? Này cũng không có đâu nè, đập cho anh nè. À, em giữ Timmy vào cái bóng đèn rồi. À, trên này nè. Ở đâu rồi? Nhà cũng đang xây, sao tôi giấu được anh này? Trong bụi cây ta. Không tin được bởi vì rõ ràng là em với cả Yumi dẫn Timmy mà. Thử kêu qua. Không. Trông thấy đâu ta? Ôi, không được đi ở đây. Sao không được đi? Thôi, trong này là đường nguy hiểm nữa cái này. Cái gì nguy hiểm trong đây đi? Không có gì đâu. Có gì bí mật đúng không? Em có gì bí ở em chào anh đúng không? Dạ, xin chào coi, xin chào coi. Xin chào coi. Không có. Rồi, anh sẽ chạy. Ủa, thế chạy Yumi đâu? Yumi Yumi đâu? Yumi đâu? Yumi đi chợ rồi. Chưa chắc. Rồi được rồi, anh sẽ chạy xuống anh kiếm một vòng nữa mà không có thì anh sẽ lên anh kiếm em nè. Ok. Kỳ ta. Nghi nghi vậy. Kỳ ta. Ê à. Vậy vậy anh. Anh xuống rồi nhưng mà không thấy. Em đi đâu vậy? Em đang đi lên em mới té xuống cầu thang. Ôi làm gì mà té vậy? Hay vậy? Ê! Đi bất chợn quá. Yumi kìa. Tôi té rồi. Ủa? Yumi té rồi. Ê à, Yumi nhà em trước làm vận động viên nhảy cầu hay sao mà thích nhảy cầu vậy? nhưng mà quay lại vấn đề chính là anh tìm mà không thấy, anh không thấy Yumi, không thấy Timmy đâu á. Thì em sao biết được? Kỳ ta. Anh đi, tôi không biết được. Anh chắc chắn là trong cái nhà này nè. Cái nhà này đâu có gì đâu nè. Trong cái bụi cây này đúng không? Nhà của ai? Nhà của MK. Bởi vì em đứng đây hoài à, em canh gì trong đây? Ủa, còn cái phòng nữa hả? Cái gì trong đây đây? Phòng vệ sinh của nó MK không có gì hết. Dạ coi, xin chào coi, xin coi. Phòng ngủ của người ta mà anh đi vô là sao không được đâu. Timmy! Timmy ơi! Dạ tôi đây nè. Đó, thấy không? Em bắt Timmy vô đó làm gì vậy? Nó có bắt đâu. Không rồi. Dạ. Anh sẽ mở khóa cửa. Thế rồi. Cửa khóa rồi. Không mở được. Anh sẽ khoan cửa này. Không được. Không khoan được đâu. Ok, được rồi. Thôi được rồi. Thôi rồi. Bây giờ em tí anh nói chuyện với em sau rồi em đứng đây em trông Timmy đi không bả là hay kiểu suy nghĩ dại dột các bả đâm đầu tường thủng tường là chết á. Ok, giờ anh sẽ xuống anh đón Timmy nha. Yumi! Em đến đây nè anh Dịch. Ủa đâu chui vô đây làm chi vậy? Em đi tìm đường về mà không tìm được. Ok Yumi, anh bảo là bây giờ anh sẽ chỉ cho em đường về nha. Nhưng mà nãy Hia vừa kêu anh là anh Dịch ơi, em hết kim cương để có thể làm vũ khí rồi. À, và bây giờ anh sẽ xuống lấy kim cương cho Hia. Bây giờ em đi với anh là anh lấy kim cương xong tí em cầm lên cho Hia luôn nha. Ok anh. Đây anh nhà anh nhiều kim cương lắm. Đây. Tan 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 tan. Nè các bạn ơi, vô đây. Ok. Ở trong này anh có nhiều kim cương lắm rồi Mi ơi. Em đứng đây nè. Đứng đây nè. Đó, đứng đây. Đây bên rương bên này. Đứng bên này. Đây kim cương rồi. Đó, kim cương nó nhiều lắm. Đây kim cương luôn. Ủa, xem thấy cá không chứ đâu có thấy kim cương đâu. Nhiều kim cương lắm, nhiều kim cương lắm. Đó. Rồi. Đứng đây luôn đây. Tưng. Sao vậy? Chị anh Dịch nhớ mà em đâu có bắt đâu, đi đi bắt đây mà. À trời nói dối à? Con của tôi giỡn. Quăng 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 của con xuống đi.
Yumi nói dối kìa, ném bom đi. Có khai không? Quắc. Em đâu có bắt cóc đâu, Hiền Hà bắt cóc mà. Okay, em chỉ rủ Timmy cho tốn tiền thôi mà. Giờ thì anh sẽ gọi là cứu em lên, là xong anh sẽ mang đi trao đổi với Hiền Hà. Đó, đi đây đây. Chúng mình sẽ anh đứng nói giùm em đi. Đây. Đi chậm thôi nha, em mà đi chạy nhanh là anh lấy kiếm, anh em thấy kiếm không, anh rút anh chém phực cái đứt đôi người á. Ê, anh đâu có làm gì sai đâu. Đi chậm, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nhanh. Đây, em tên, 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 tên. Đây, bà sao sáng gọi. Thôi, hẹn nhau ngoài chân. Nhau ngoài chân gọi. Tân, 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 tân. Thì ai đâu rồi? Dưới. Chú ơi, coi. Từ từ, đi ra sân đi. Chú mày đi ơi. Đi ra sân mà. Đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh. Đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh. Đi, đi, đi. Đi ra đây. Tần, 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 tần. Đi nhanh, không đi nhanh anh chém đứt đôi người nè. Đi nhanh lên, không đi nhanh tôi chém đứt đôi người bây giờ. Vậy sao mày nói chứ sao mày? Sao? Ra đây, đứng đây. Đó, đứng đây, đứng đây. Đi theo tôi, nhanh lên. Đứng đây mày. Đó, đào cái lỗ à, tự chui xuống đây. Không phải chém đứt đôi người à, xuống. Xúc được, lộ, xúc được. Gì giống, gì giống bắt cáo ấy. Chú xuống, con chém đứt đôi người bây giờ. Ê, mày chơi tiếng tàu mày đi. Sao? Bây giờ nè. Anh bắt chước em vậy á. Một người đàn ông chân trứng, màu vàng từ đầu đến chân, nói chuyện với cả một con khỉ. Hả? Cũng là con gấu. Ok, con gấu, để bỏ ra thì giống con gấu rồi, đội mũ vô giống con khỉ á. Rồi, bây giờ Lucy, đứng đây làm gọi là phiên tòa phân xử vụ trao đổi. Ê, Đạo Đức, chặt tay mày. Gọi nhá. Đứng lên. Ai? Đi lắp dây, để cái lỗ thở chứ. Quá đáng lắm luôn á. Sao, anh muốn sao? Bây giờ nè, em là người đi bắt cóc Timmy trước à? Lý do em bắt cóc là gì? Nói nhanh. Hết thôi. Hả? Rất hả? Lấy sẵn xe rồi, sốc. Tự lắp giùm luôn kìa. Lấy chờ. Ba. Mất cửa. Anh muốn sao? Giờ trao đổi không? Giờ sao? Trao đổi không? Ok à. Anh yêu cầu là trả thêm mê trước. Anh mới trả cho mê. Không, em đâu có giữ Simmy đâu. Đâu, Timmy không phải Simmy. Tay rồi hả? Simmy hả? Timmy! Gì Lucy? Dạ em không có giữ Lucy, Lucy kìa. Ê, mày nói vừa hồi tí nữa mày qua cả thằng Huy Đúc luôn á. Dạ sao? Bây giờ thả thêm, thả thêm. Thở con gấu ngu nhất mình từng biết luôn. Sao? Thôi! Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống, đi xuống. Lớp đá đào ngoài, đào ngoài. Ok bây giờ anh muốn, okay, anh muốn là thả Timmy trước, anh mới thả cho My nè. Tại sao? Bởi vì là em bắt cóc Timmy trước thì bây giờ em phải trả trước chứ. Anh bắt Timmy sao anh phải trả trước chứ? Ơ, nhưng mà anh bắt sau. Anh bắt là bởi vì em bắt Timmy thì anh phải bắt thì anh mới chuộc lại được Timmy á. Thôi bây giờ có trọng tài nè. Người trung gian. À, bây giờ trọng tài ngồi giữa này nói phân xử này là hối lộ kim cương trước là lộ đây đấy lộ bồi. Trời ơi, trời ơi, không có chơi hối lộ kim cương, đúng rồi, trả đó. Trời ơi, hối lộ kim cương. Không hối lộ mày lộ kim cương, tao chi mày, đi đi. Bắt dạy. Jimmy là của anh rồi đó, Jimmy là của anh rồi đó, đi thôi. Ok. Ủa chứ sao, trao đổi đây. Cứu tôi đi, cứu tôi đi. Lên đây, lên đây. Go, đi này nè, sau lưng nè. Ok. Tụi mày bây giờ mình sẽ đánh bom hai đứa nó bởi vì chúng nó đã bắt các mình đúng không? Hai đứa kia. Đúng rồi. Giết tụi nó. Đánh bom. Đánh bom tụi nó. Bắt nó. Có bom nè. Mày nhìn tay tao cầm bom nè. Lucy cho hả? Gì đó. Tụi nó không biết gì đâu. Đi xuống. Đây hai đứa rồi, đi. Ôi. Lên. Chị bắt cho mình, cho mình. Ôi, anh này sao lộn lỡ vậy? Ok, các bạn ơi, thì cuối cùng mình đã cứu được Timmy về rồi. Không ngờ là Hi Ha lập kế hoạch bắt cóc Timmy luôn á. Ok, thì mình mà mất bà này thì chắc là mình mất cục nợ bà, nợ mình bao nhiêu kim cương mà. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Và nếu các bạn muốn mình quay cái gì với Timmy thì nhớ để lại comment phía dưới. Hoặc là mình muốn mình quay cái gì với cả các thành viên trong Dango Team thì nhớ để lại comment nha. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các video sau nha. Bye bye.